Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và ẩm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa. Đây là một trong những dòng khủng long bạo chúa, dòng hội trường sân khấu, đến từ một thương hiệu nòi của Mỹ. Đây, như anh em thấy thì con này nó sẽ trang bị chúng ta là tổng cộng 2 bát 40 và một chiếc kèn nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua và hình thức cũng như là và cấu hình của sản phẩm. Đây, hình thức của này còn phải rất là mới, rất là đẹp anh em ạ. Con này là đến từ thương hiệu của Mỹ là Harbinger cho anh em. Đây, thương hiệu Harbinger. Đây, một thương hiệu nồi rất là nổi tiếng ở Mỹ. Rồi nhìn sơ qua anh em thấy là con này nó rất là cao anh em ạ. Này thì nó sẽ cao 1m5 nha anh em. Chiều sâu của nó là 50. Và chiều ngang của nó là 50 nha anh em. Con này thì nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ lạc bọc nỉ nha anh em. Đây, đây là đặc trưng những dòng hội trường sân khấu của Mỹ anh em ạ. Đây, của Mỹ thì cũng rất là nhiều dòng nó sẽ bọc nỉ nha anh em. Đây, hai những con chi beo nữa. Còn ở bốn góc của sản phẩm thì nó sẽ, đây, nó sẽ có những cái miếng hay là miếng để mà chống va đập khi mà anh em di chuyển anh em. Đối với những dòng sản phẩm mà nặng như thế này thì nó sẽ trang bị chúng ta là những cái tay đẩy luôn anh em. Đây, những cái tay đẩy để mà anh em có thể mà dễ dàng mà di chuyển được những dòng sản phẩm này. Ở bên dưới sản phẩm thì nó cũng sẽ có bánh xe anh em. Bánh xe nó ở phía sau. Ở Nhật sẽ quay cho anh em xem. Đây, cái này sẽ trang bị 2 loa bass 40 cho anh em. Đây, 2 loa bass 40 và 1 chiếc kèn. Đây, cái này thì phải nói là quá mới anh em à. Cái này là hàng mà Nhật chuẩn lựa và nên về hình thức thì anh em không cần phải lăn tăn luôn nha anh em. Đây, mình quay qua ngoại hình cho anh em cùng xem. Đây, ở hai bên thì nó sẽ có những cái tay nắm nha anh em. Đây, tay nắm ở phía sau thì nó sẽ in tên thương hiệu và của Harbinger nha anh em. Còn đây là tem in và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta là cũng cộng 3 cặp loa nha anh em. Đây, nó sẽ chơi qua những cái jack 6 ly và anh em chơi qua một cái jack chuyên nghiệp nha anh em. Bên dưới sẽ là tem in và Harbinger tem model HX152 dual 15 in highway cabinet. Con này có công suất là 600W và giải tần số là rộng từ 40 đến 19.000 hàng. Con này là trợ kháng 4 ohm. Và bên dưới thì nó sẽ in và thông tin và công ty, một cái website dẫn đến công ty của hãng sản xuất này nha anh em. Đây, tương tự là cặp loa bên cạnh anh em. 600W, trợ kháng là 4 ohm. Đây, chất kết nối là jack 6 ly một và qua jack chuyên nghiệp. Bên dưới sản phẩm là cái bánh xe nha anh em. Đây, bánh xe để cho anh em dễ dàng di chuyển nha anh em. Cảm ơn dòng này anh em có thể mà chơi trong rất là nhiều không gian khác nhau. Ví dụ như là anh em làm sự kiện, đám cưới, hoặc là anh em làm trong những nơi ví dụ như là nhà thờ, nhà hàng, quán cà phê, vũ trường, hội trường, sân khấu. Thì anh em chơi những dòng loa này thì nó mới phát huy ra được hết được sức mạnh của nó, khi âm thanh của nó thì sẽ trải dài trong khắp không gian nhà khác nhau nha anh em. Đây, cái này phải nói là kiểu quá đẹp. Con này nó cũng rất là dễ dàng để mà phối ghép nha anh em. Hiện tại thì mình đang chơi với cục đẩy của C-Audio anh em à. Đây, C-Audio RA3000.
Đây con này cũng đẩy quanh quốc, công suất là 2000W. Đây mở nem. Đây mình vô mở CD. Trên 50m2 thì chơi những dòng loa như vậy thì nó sẽ rất là sướng thôi mà. Hoặc là anh em có sân vườn thì chơi những dòng loa này thì nó sẽ phát huy được tối đa và khả năng mà bao trọn âm thanh của sản phẩm. Bây giờ anh em cùng xem qua về nội thất ở bên trong. Và nội thất bên trong thì con này nó sẽ trang bị chúng ta là đây củ từ. Nó rất là đẹp, in thông số thông tin về sản phẩm của Harbinger. Và bên đây nó sẽ phân tầng cho anh em. Nói chung là hình thức còn rất là mới đẹp, hàng thì nhập bao zin cho anh em cho yên tâm. Rồi em thấy sao về cặp loa Harbinger HX152 2 bass 40 và chiếc kèn? Hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trên những video lần tới.